Chú Trà Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì mấy hôm nay thì bên vườn mai của nhà em có rất là nhiều loại quấn rễ, mai quấn rễ cả nhà. Thì hôm nay em được tầm chắc khoảng 300 cây thôi, quấn thân, dù quấn rễ dù quấn thân rất là đẹp. Đây cả nhà, cây rất là mập luôn nha. Đây, tất cả đều quấn thân hết ha. Cây nào nó cũng quấn thân một lắc một vòng, nhưng mà ở rễ nó vẫn có quấn rễ nha cả nhà. Đó, cây nó rất là đẹp luôn. Đây đó, cả nhà nhìn thấy nè, đó, cây nào nó cũng quấn thân như thế này nha. Mà số lượng em chỉ có 300 cây thôi cả nhà. Đó, nếu mà ai thích cái loại mà dù quấn rễ dù quấn thân thì alo em nha. Đó, loại này em bán với giá 10.000 một cây nha cả nhà. 10.000 một cây. Cái này em ship từ 30 cây nha, mà cũng có bao phí ship nha cả nhà. Nếu mà ai lấy 100 cây thì em sẽ tặng cho chúng ta 5 cây ha. Loại này 10.000 một cây nha. Đó, cây thì nó như thế này nha cả nhà, cây rất là cứng. Bằng cái đầu đũa ăn đi lên hết rồi. Nó lắc thằng lắc hết nha cả nhà. Cây nào nó cũng lắc. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Rồi, giá chỉ có 10.000 một cây nha. Dù quấn thân dù quấn rễ nha cả nhà. Nhưng 10.000 một cây em xếp từ 30 cây nha. Đó, đây. Nó lắc đẹp lắm. Ai muốn có cái loại lạ lạ trong vườn mai mình á thì chọn cái loại này ha. Đó, 10.000 một cây nha. 30 cây em xếp nhưng mà không có bao xếp nha cả nhà. Còn nếu như 100 cây thì em sẽ tặng cho chúng ta 5 cây nha. Rồi, có thêm một loại nữa đây cả nhà. Một loại đó là bí nha. Bí, lâu này em thấy quấn bí cũng nhiều lắm cả nhà. Đó, 4 mắt ha, đi lên ha. Rồi có những cái rễ quái, rễ nè, cái này bí. Cái lâu này bí nhiều lắm cả nhà. Bí này 4 mắt đi lên hết rồi cả nhà. 5 mắt nữa ha. Đó, 5 mắt nữa. Rồi đây. Lâu này ba số là bí nhiều nha, bí nhiều. Thì em bán với giá là 7.500 một cây nha cả nhà. 7.500 một cây. Ai thích cái lô bí nhiều thì chọn cái lô 7.500 ha. Nè, 3-4 khía không à cả nhà. Đó, rất là ok nha. Đó. Bí nhiều nha. Lô này đa số là bí nha cả nhà. Bí 4 mắt không nè. Đó. Rồi đây. Rồi, giá cái loại này thì có 7.500 một cây cả nhà. 7.500 một cây ha. Em ship từ 30 cây nha, mà không có bao phí ship nha cả nhà. Thì nó có mấy cái rễ nơm nữa nè, rồi có rễ tổ chim nữa nè cả nhà. Nó tầm lâm kẻ, nhưng mà cái lô này nếu mà ai thích bí nhiều thì chọn cái lô này ha. Giá 7.500 một cây nha. Đây có những cái rễ rễ này rễ nơm nha, nó quấn tùm lum kiểu hết cả nhà, mà đa số là bí nhiều ha. Rồi giá là 7.500 một cây nha. 30 cây thì em ship nhưng mà không bao phí ship nha cả nhà. Còn nếu chúng ta lấy từ 100 cây trở lên thì em sẽ bao phí vận chuyển nha. Cây này nó cao tầm khoảng 40 đến 50 rồi cả nhà. Cây rất là đẹp ha. Lâu này thì chắc còn khoảng 1.000 cây á. 1.000 cây á cả nhà. Đây. Nhà cả nhà nhìn thấy ha. Đó, bí nhóc hết trơn nha. Bí rồi là so rồi tùm lum kiểu nha cả nhà. Rồi giá 7.500 một cây, 30 cây em ship. Nhà không có bao phí ship nha cả nhà. Rồi, có một cái lô 9.000 một cây cả nhà. Đa số là rễ quái nha. Đây, đó, cả nhà nhìn thấy ha. Bí nè. Đó, rất là ok. Nè, rất là ok cả nhà. Đây ha. Lò xo con ốc nha, cái bí đủ loại. Loại này thì giá 9.000 cây nha cả nhà. 30 cây thì em cũng ship nhưng mà không có bao ship. Nó có những cái hình nó quái như thế này nè. Đó, còn nếu mà ai lấy từ 100 cây trở lên thì bên vườn mai em sẽ tặng cho chúng ta 5 cây nha. Đó, rễ nè. Lô này thì đa số là rễ quái, rễ đẹp không ha. Cao từ 50 trở lên nha cả nhà. Đợi chút ơi, đợi chút. Rồi, em có cái hàng mai con là ghép được liền luôn cả nhà. Cao 1 mét thấp ha. Em vừa mới về được có nha nha. Thằng con nó mở cho má. Em về được chắc khoảng mấy trăm cây à. Mấy trăm cây à cả nhà. Cái loại này có thể ghép được liền luôn á. 300. Cao 1 mét đi lên nha. Cái loại này chúng ta có thể làm lục bình luôn cả nhà. Em đo cho chúng ta luôn ha. Đó, trời ơi cây nó mập nè. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Cây rất là mập nha. Cây rất là mập. Em coi rễ cho. Rễ thì nó cũng tùm lum kiểu cả nhà. Nó quấn tùm lum kiểu nha. Em ơi thử coi. Rễ này thì đơn thôi à, mà nó quấn hơi sâu. Sâu lắm. Cho nên là để em môi lên cho cả nhà mình cùng xem nha.
nó sâu lắm. Cái này về chúng ta hai chậu á cả nhà, thì chúng ta mới để cuốn tùm lum kiểu này ha, nhưng mà nó quá hơi sâu, nhưng mà cây mập lắm, cây bằng nước hút đi lên hết rồi cả nhà, cao 1 mét nha, cao vời vợi luôn, cao 1 mét. Loại này làm lục bình ghép liền ok nha, cành nhánh nè cả nhà nhìn thấy ha, giá là 13.000 một cây nha, từ 1 mét đi lên cho tới 1m2 nha cả nhà, giá là 13.000 cây. Tiếp tục về cái lô mấy bên này, ở đây có con rồng, còn mấy con rồng nè cả nhà ơi, đây nó rồng 50.000 con nha, rồng là 50.000 con, rồi con này là con gắn nè cả nhà, con gắn thì cũng 50.000 cây nha, 50.000 cây nha cả nhà. Thì con rắn nè, rắn đều đều nha, 50.000 cây nha cả nhà, con rồng 50, rắn 50 luôn ha. Rồi còn có cái loại 11.000 á, thì loại sắn ốc rò xo cả nhà, rễ cực kỳ đẹp. Đây, trời ơi, bí cục cục luôn á cả nhà. Nè, con này bí cục cục luôn nè, rễ quái không. Loại này cao từ 70 đến 80 cả nhà, giá thì 11.000 một cây nha, 30 cây em cũng ship luôn. Đó, ai thích cái bí thì alo. Đó, cây bí nè, bí nè, này cái này nó hơi khúc, bí nữa nè. Cái cây này em để lên tứ bị sót nó hơi khô cả nhà, chứ lô này đẹp lắm luôn á. Này nè, bí này cả nhà, bí này bí, cái lô này bí đa số nhiều muối nha, và bí nó to lắm bởi vì là hàng dâm ha, giá 11.000 một cây nha cả nhà, 30 cây em ship ha. Đó, lô này là lô bí nha, rồi 30 cây em ship, rồi 100 cây em tặng 5 cây và không có bao phí vận chuyển nha cả nhà. Thì đó chính là cái lô, một số lô bên vườn mai nhà em ha, ai thích loại nào hãy alo em nha. Đó, cái lô này là 7.500 nè, cây đẹp lắm, cứng cáp, rất là cứng cáp luôn ha, lò xo đứng rồi để bí tùm lum ha. Rồi ai thích lô nào thì xin alo bên vườn mai nhà em nha, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.